Sau những phát hiện về đường lưỡi bò của Trung Quốc thông qua các sản phẩm du lịch, điện ảnh, xe ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam, thì mới đây Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát hiện giáo trình của khoa Trung Nhật có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Lãnh đạo Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khẳng định là đã thu hồi và sẽ hủy toàn bộ giáo trình này. Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy sự lỏng lẻo trong quá trình lựa chọn thẩm định giáo trình đại học hiện nay. Đây là bộ giáo trình phát triển Hán ngữ đọc sơ cấp 1 của nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, xuất bản năm 2012, có hình bản đồ đường lưỡi bò 9 đoạn. Một cuốn giáo trình khác là Tổng quan về Trung Quốc, nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, xuất bản năm 2016, có ghi Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là Nam Sa và Tây Sa. Trong quá trình kiểm định, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã phát hiện ra và đã yêu cầu khoa tiếng Trung Nhật dừng sử dụng, thu hồi các giáo trình đó. Có một cái đoàn mấy anh chị em sinh viên giáo viên của khoa Trung Nhật đi sang đấy công tác và tham quan thì họ tặng thôi đấy. Thế thì họ phải tặng về thì hội đồng khoa học của khoa Trung Nhật xem và thấy rằng là cái nội dung nó rất phù hợp với lại cái tình hình học sinh của nhà trường, cho nên quyết định là đưa vào giảng dạy đấy. Tuy nhiên là trong quá cái trình giảng dạy thì người ta lại không quan tâm lắm đến cái hình vẽ ở trên cái bản đồ ở trên đấy, nghĩa là rất nhỏ bé bé thế này thôi. Thế thì bây giờ là người ta đưa vào là như thế. Thế thì khi mà cái hội đồng thẩm định của nhà trường phát hiện ra cái đó và yêu cầu là đình chỉ ngay. Cơ bản thì cho đến ngày hôm qua hôm kia đấy thì cũng đã thu về khoảng là 716 cuốn rồi đấy. Thì mình cũng nói là khoa Trung Nhật nhận lỗi sai, đó là quá sơ sót khi mà mình đã sử dụng một cái giáo trình mà có cái đường lưỡi bò này. Đấy là sai sót của khoa. Khi được hỏi về việc có phải cuốn giáo trình này đã được sử dụng từ 3 năm nay, lãnh đạo trường này vẫn khẳng định sách sử dụng mới đây. Lấy về là khoảng độ tháng 5, tháng 6 thôi, chứ không phải mới. Và bây giờ cái khóa này là chỉ dạy cho khóa 24 thôi, mà khóa 24 thì tháng 8 mới khai giảng mà. Đứng vào trách nhiệm thì chúng tôi có trách nhiệm là không đôn đốc và không kiểm soát xem là các cái môn học này nó đã đi vào giảng dạy hay chưa, và nó đã cần giáo trình gì. Đấy, trường tôi có 27 khoa nghiệp vụ tất cả, mà mỗi một khoa thì nó còn hàng mấy chục môn học, thì cứ nhân 27 mới là mấy chục môn học thì nó thành ra bao nhiêu giáo trình rất lớn. Thế thì bây giờ làm sao mà một ông hiệu trưởng hay là có mấy ông hiệu phó quản lý được cái đó? Phòng khoa học cũng là chức năng của nó là quản lý các giáo trình giáo khoa của một trường thì cũng không thể làm được cái việc đó. Liên quan đến sự việc, trong sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã làm việc với nhà trường.